Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm món cá hấp sả lá chanh bọc trong lá chuối. Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh gọn để mình có một món ăn chiêu đãi gia đình và bạn bè. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này nha. Ở đây Mai Khôi có một miếng cá nặng 250 g. Thì cá này tiếng Pháp gọi là cá đô khát, mà dịch qua tiếng Việt thì mình không có biết chính xác gọi là cá gì. Bạn nào biết thì có thể để lại bình luận chia sẻ cho Mai Khôi được biết với nha. Thì các bạn có thể sử dụng cá chẽm hoặc là cá chim để làm món cá hấp này đều ngon. Thì cá này Mai Khôi đã sơ chế rửa thật là sạch rồi. Bây giờ mình sẽ pha gia vị để ướp cá. Mai Khôi cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Mình cho vào đây 1 ít tiêu xay, 1/3 muỗng cà phê bột hành và 1/3 muỗng cà phê bột tỏi. Sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái gia vị lúc nãy mình trộn lên đó, mình sẽ rắc và xoa đều lên trên bề mặt của cá nha. Nó có bao nhiêu mặt là mình sẽ rắc đều lên hết. Mình nhớ massage cho nó nha các bạn, để gia vị nó dễ dàng thấm vào bên trong đó. Cái miếng cá này nó có phần bụng bên trong này các bạn, thì Mai Khôi cũng sẽ cho gia vị vào bên trong này luôn nha. Rồi sau khi xoa đều gia vị rồi thì mình sẽ ướp cái cá này ít nhất là 30 phút. Còn các bạn có thời gian á, thì mình để lâu hơn cho cá nó thấm gia vị nha. Và để làm món cá hấp này thì Mai Khôi sẽ sử dụng lá chuối để mình bọc cái miếng cá bên ngoài đó. Còn nếu các bạn không có thì mình có thể sử dụng cái dĩa mình cho cá lên trên cũng được. Nhưng mà dùng lá chuối á, thì cá nó sẽ thơm hơn nha. Thì ở đây mình có một miếng to nằm bên ngoài và một miếng nhỏ mình cho nằm bên trong. Và có thêm những nguyên liệu để giúp cho món cá của mình nó thơm hơn, ngon hơn. Thì ở đây Mai Khôi sẽ có 6 cây sả. Mình đã cắt thành từng khúc như thế này và mình đập dập ra. Rồi 1 ít lá chanh các bạn để giúp cho cá nó thơm hơn. Rồi Mai Khôi có ở đây là 2 củ hành tím mình cũng đã đập dập. Còn ở đây là 1 ít cái cây ngò các bạn. Cây ngò mà mình lấy lá ra rồi mình chỉ lấy cái thân cây thôi. Nếu mà các bạn có cái rễ của nó đó thì mình rửa sạch mình cho vào cũng sẽ rất là thơm. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ xếp sả, lá chanh, rồi ngò mình xếp lên đây nha, mình xếp lên trên lá chuối đó. Rồi mình xếp mấy cọng ngò lên nè, nhưng mà nó hơi dài á cho nên Mai Khôi sẽ bẻ nó ra nha, cho nó ngắn bớt lại. Rồi mình đặt cái miếng cá mình tẩm ướp ở đó, mình đặt lên trên. Rồi bây giờ ở phía trong cái miếng cá này nó có cái bụng cá này, thì Mai Khôi sẽ nhét hành tím vào. Cái này nó chứa có 1 củ à, còn củ lại thì mình sẽ cho lên trên đi. Còn nếu như các bạn sử dụng cái miếng cá mà nó không có cái bụng á, thì mình có thể bỏ hành ở bên ngoài cũng được. Rồi mình sẽ xếp sả với lại lá chanh còn lại mình cho lên mặt bên trên luôn. Đó, nếu các bạn thích cái mùi sả nhiều á, thì mình có thể tăng cái lượng sả lên nha. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu mè để giúp cho món cá của mình nó được thơm hơn. Rồi sau khi cho xong nguyên liệu rồi thì mình sẽ gấp lá chuối lại, mình gói cái miếng cá này lại. Rồi mình gói cái miếng chuối lại đây nè các bạn. Cái này thì mình không cần phải cột dây đâu. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ đặt cái miếng cá này lên trên cái xửng hấp và mình đem cá này đi hấp nha. Thời gian hấp cá thì sẽ dao động từ 20 cho tới 30 phút hoặc là cho tới khi nào cái miếng cá nó chín, tại vì nó còn phụ thuộc vào độ dày mỏng của miếng cá mình dùng nữa. Trong lúc đợi cho cá chín thì Mai Khôi sẽ đi pha nước chấm để ăn kèm. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường cát. Các bạn dùng muỗng nào để đong đường thì mình sẽ dùng muỗng đó để đong những gia vị còn lại ha. Rồi cho vào đây là 2 muỗng canh nước ấm, mình khuấy cho đường nó tan ra hết. Và cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm.
Mình cho vào đây là 1 cho tới 2 muỗng canh nước cốt chanh, tùy theo cái sở thích ăn chua của mình nhiều hay ít đó. Rồi mình khuấy đều lên, mình nêm nếm lại ha. Rồi Mai Khôi cho vào đây là tỏi ớt nè, thì tỏi ớt mình cho nhiều ít cũng tùy ý. Đó, rồi cuối cùng mình sẽ cho vào đây là một ít ngò, các bạn, ngò mình sắc nhỏ ra, mình cho vào trong cái chén nước mắm của mình, nó sẽ giúp cho cái nước mắm của mình ăn nó rất là thơm luôn á. Các bạn cũng có thể mình để ngò với lại tỏi ớt mình giã nhuyễn á, thay vì mình băm nhỏ ra thì mình giã, thì cái mùi ngò nó sẽ ra mạnh hơn, nó ra nhiều hơn nữa. Đó, cái này là Mai Khôi đã pha xong rồi này các bạn, cái chén nước mắm này nó rất là thơm luôn á. Mình quay lại với cái xửng hấp nè, thì nãy giờ Mai Khôi nấu là miếng cá của mình nó cũng đã chín rồi đó. Trời ơi, mở cái nắp nồi ra đó mà cái mùi nó thơm ngào ngạt luôn. Voila, vậy là cá hấp với sả lá chanh bọc trong lá chuối Mai Khôi đã làm xong rồi nè. Trời ơi, đọc cái món ăn thôi đó mà muốn nuốt nước miếng không à. Đây nè các bạn, bây giờ Mai Khôi sẽ mở cái lá chuối ra nha. Trời ơi, một mùi thơm thơm các bạn ơi, nó nghe mùi sả với lá chanh rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ xoay cái miếng cá này lại một chút á, để cho mình bỏ thêm đồ lên, mình trang trí cho nó đẹp nha. Về phần trang trí thì các bạn thích trang trí kiểu gì cũng được, miễn mình thấy đẹp là được rồi đó. Còn không thích trang trí thì thôi, mình bỏ qua, mình ăn luôn cũng được. Đây Mai Khôi sẽ xếp lên đây là một ít ớt mình cắt sợi đó, mình xếp xếp lên cho nó điệu điệu, đẹp đẹp một chút. Rồi có màu đỏ rồi thì mình cho lên đây một cái lá ngò cho nó có màu xanh xanh. Đó. Rồi ở đây là chén nước mắm lúc nãy mới khôi pha này, mình cho vào trong này đi cùng luôn, nhìn cho nó hấp dẫn nè. Rồi cuối cùng mình sẽ cho lên đây một ít hành phi cho nó có màu vàng vàng mà nó còn giúp món ăn của mình thơm ngon nữa. Đó, bây giờ nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Thì cái món cá này các bạn có thể ăn chơi chơi hoặc là ăn kèm với cơm, hoặc là mình có thể cuốn bánh tráng với rau, salad rau thơm này kia đó. Các bạn thích thì chấm với lại cái nước mắm lúc nãy mình pha nè, hoặc là các bạn có thể chấm với mắm nêm. Đó, nói chung tùy ý nha. Mấy Khôi thì nước mắm với mắm nêm món nào cũng ngon hết. Bây giờ mấy Khôi sẽ ăn thử nha, mời các bạn ha. Trời ơi, cá nó mình cho vào miệng các bạn nó rất là thơm luôn á, nó thơm mùi sả, mùi chanh, mùi ngò, rất là ngon. Thì nếu như các bạn thích làm món cá này cho gia đình mình thưởng thức thì vào bếp cùng làm với Mai Khôi một lần xem sao nha. Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, biên tố.